Sinh sống nhớ nhất là cái vùng khu vực Trồng Bằng Cát. Trồng Bằng Cát, Trương Cát. Tại sao sống ở đấy ạ? Thì cuộc sống ở cát đấy là phải ăn phù du. Lúc mà mình bắt sam thì phải chú ý những gì hả chú? À, mình chú ý là mình chỉ kéo lên mà bắt được tôi sam thì mình cần cũng có con đực và con cái. À, lúc nào nó cũng đi với nhau? Cũng đi với nhau. À. Thì nếu mà sam được thì tách rời là sam được chết. À, thế ạ? Sam này không theo không có ghẻ lưới. Vâng. Và chỉ có đánh bắt rồi ăn được thỉnh thoảng có một đôi hai đôi vào lưới mình thôi. Như vậy là sau khoảng 6-7 tiếng thì tôi nghĩ là bây giờ có thể kéo lưới được rồi. Chú chỉ bây giờ mình kéo lưới được gì hả chú? Mình kéo được đấy, lưới kéo được đấy. Ừ, không biết có sam không nhỉ? À thì không có cái kéo thôi, được. Mình được một vài đôi cũng được mà. Có rồi, không được con nào không ạ? Không con nào, cũng không con nào đấy. Đây rồi. À, đây. Ôi, nó rơi luôn. Wow. Đây nó có gai ạ? Nó cầm đúng không ạ? Gai. Cầm vào những phần hạn nuôi đuôi tôi máy vào người. Tôi đang cầm được bây giờ. Lại còn đây con được con cái chú. Đây là con cái này. Đây cái đực này. Con cái thì nuôi con đực. Con đực thôi bông thì không ăn được mồi. Con cái thì chỉ bám giống con đực rồi thôi. Ủa, như vậy là sau một buổi 6-7 tiếng chờ đợi thì tôi và chú Trí đã bắt được hai con sam. Một đôi. Còn quên đây là con cái và con đực. Con cái to hơn chú nhỉ? Con khoảng bao nhiêu cân ạ? Con này khoảng cân 2-3 cân. 2-3 cân. 3 cân. Thế là to không chú? Đây cũng vừa cả đấy. Vừa cỡ. Có nào to hơn không ạ? Anh Hoài ơi, mình sẽ làm món gì hả anh? Mình sẽ làm một món quảng sam. Bông sam. Con gì giống con sam ạ?